các em bước vào lớp với một sự hứng thú, với một sự quan tâm, với một tinh thần sẵn sàng muốn học. Và để thể hiện điều đó thì ở phần này chúng tôi thúc đẩy việc sử dụng chơi trò chơi, hát múa, kể chuyện hay là sử dụng câu đố, ô chữ vân vân, gắn với các hoạt động đó là học sinh trả lời câu hỏi để từng bước giáo viên dẫn học sinh vào bài học một cách rất tự nhiên và uyển chuyển. Phần thứ hai là phần khám phá. Thì chức năng của phần này đó là nhằm giúp học sinh hình thành, kiến tạo trí thức, năng lực cho học sinh bằng từ những cái hoạt động tự trải nghiệm của bản thân, tự trao đổi của bản thân, chứ không phải là những hoạt động mà thiên về nghe hay là lắng nghe ghi chép như trong cách dạy học truyền thống đó. Ở đó giáo viên là người chủ. Ở đây chúng tôi muốn tập trung vào hoạt động tự hình thành, kiến tạo trí thức ở học sinh, mà ở đó giáo viên chỉ là người tổ chức, người dẫn dắt. Và để làm như vậy thì chúng tôi thúc đẩy việc sử dụng những hoạt động như là giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, khai thác câu chuyện tiêu biểu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đã có ở học sinh, và cũng thúc đẩy những hoạt động mang tính tương tác hai chiều, ví dụ như hoạt động thảo luận nhóm, trao đổi, tranh luận và trả lời câu hỏi. Thậm chí là chúng tôi cũng khuyến khích việc giáo viên yêu cầu học sinh đưa ra những câu hỏi khi mà các em có bất kỳ những cái băn khoăn thắc mắc nào đó chưa rõ. Hoạt động thứ ba là luyện tập. Thì chức năng của hoạt động này đó là nhằm chuyển hóa, củng cố, rèn luyện tri thức đã được hình thành. Và để làm như vậy thì chúng tôi thúc đẩy những hoạt động như là bày tỏ ý kiến, để học sinh được bày tỏ ý kiến thái độ, và các em được khuyến khích tham gia để xử lý tình huống, được đóng vai, được chơi trò chơi và được thực hành. Hoạt động cuối cùng đó là hoạt động vận dụng. Thì trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2 có hai dạng vận dụng. Vận dụng một đó là vận dụng để giải quyết vấn đề của bài học hay vận dụng trong bài học. Và vận dụng thứ hai là vận dụng để thực hiện ở gia đình, ở xã hội, hay chúng tôi gọi là vận dụng trong cuộc sống, làm thế nào để gắn kết bài học với cả cuộc sống thực tế của học sinh. Thì với hoạt động vận dụng này, chúng tôi đẩy mạnh những hoạt động mang tính động thực hành, ví dụ như là thiết kế, vẽ, viết, kể một cách sáng tạo, và khuyến khích học sinh thực hành những việc làm cụ thể để qua đó các em được làm và được tạo ra những sản phẩm học tập cụ thể, chứ không chỉ bám theo một cái quan niệm rất là cổ cho rằng là việc dạy học đạo đức thường là thiên về lời nói. Ở đây thì rõ ràng với cách thiết kế như vậy thì dạy học đạo đức nó gắn liền với việc cho học sinh phát triển kỹ năng và những cái năng lực mà lớp học được thiết kế qua các bài học thì trở nên là giống như một xưởng học vậy. Ở trong cái xưởng đó học sinh học cái gì? Học sinh học cách học, cách làm việc. Cách tiếp cận dạy học trong cuốn sách giáo khoa đạo đức lớp 2 là chúng tôi bám vào những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất đó là theo hướng tích hợp. Đấy, tích hợp nội môn, các chị, các thầy cô có thể thấy được những cái kiến thức có thể ở trong môn đạo đức lớp 1 có thể được củng cố, được phát triển cho học sinh qua các bài học đạo đức lớp 2. Tích hợp liên môn đó là những cái kiến thức, kỹ năng của một số môn học khác như là tiếng Việt, mỹ thuật, âm nhạc hay tự nhiên xã hội, thậm chí là hoạt động giáo dục trải nghiệm cũng được thể hiện và được củng cố, làm dày lên cho học sinh qua các bài học. Và tích hợp giữa kiến thức và năng lực, rõ ràng là với cách thiết kế như vậy thì kiến thức trong bài học sẽ trở thành một công cụ cho học sinh, vừa là cái công cụ để học sinh hướng đích, nhưng mà đồng thời qua việc học sinh chiếm lĩnh sử dụng các công cụ đó thì các em được phát triển những cái năng lực đặc thù như là cũng như là những cái năng lực cốt lõi cho bản thân mình. Và tiếp cận theo lối kiến tạo xã hội, mà ở đó thì giáo viên không phải là người truyền thụ, giáo viên không phải là người áp đặt kiến thức, giáo viên không phải là người phán xét đúng hay sai nữa. Ở đó lớp học trở thành một cộng đồng học có tính tương tác, và cô giáo cũng trở thành một người học như học sinh, nhưng được hiểu đó là một người học cao cấp. Thứ hai là học sinh thực sự là trung tâm của hoạt động dạy học. Trung tâm ở đây đó là các em là người chủ động trong việc tạo ra những cái hoạt động, và các em trở thành những người mà chiếm lĩnh nhiều nhất không gian học của lớp cũng như là thời gian học của lớp. Các em là những người những diễn viên chính thực hiện những cái việc học ở trên lớp, chứ không phải là cái thời gian chính hay không gian chính dành cho việc dạy của giáo viên. Thứ ba đó là kiến thức kỹ năng được hình thành theo một quy trình phù hợp với đặc điểm tâm lý nhận thức của học sinh, đó là đi từ cụ thể đến tổng quát, đi từ trực quan đến trừu tượng, và đi từ cuộc sống của bài học và từ bài học liên hệ lại và vận dụng lại vào cuộc sống của chính học sinh. Và với cách tiếp cận đó, chúng tôi chú trọng kiến thức, kinh nghiệm sẵn có của học sinh và các hoạt động trao đổi, thực hành vận dụng mang tính động. Trong các bài học,
Chúng tôi muốn là những cái thái độ, cảm xúc, giá trị riêng của học sinh cần được người giáo viên coi trọng và sử dụng để tích cực hóa hoạt động học của học sinh và sự tham gia của học sinh trong học tập. Thực ra nếu chúng ta quay trở lại quá khứ của những giờ học trước đây, có thể là tồn tại ở Việt Nam cũng nhiều năm, rất nhiều năm, thậm chí là đến trăm năm, thì chúng ta thấy rằng là những yếu tố như là thái độ, cảm xúc, giá trị riêng của người học khá là mờ nhạt trong nhiều tiết học. Mà đó chúng ta cảm giác như là học sinh thường, nhiều em, 10 em thì nhìn 10 em thể hiện cái phong cách học tập của mình như nhau. Thì trong cách tiếp cận mới là chúng tôi muốn là trong một lớp học, những cái đặc sắc riêng, những cái riêng của học sinh nó được thể hiện rõ, mà ở đó học sinh có quyền được bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tích cực, được người giáo viên khéo léo phát triển cho học sinh của mình. Và trong một cái giờ học đạo đức lớp 2 thì chúng tôi muốn người giáo viên đẩy mạnh những cái vai trò mới của mình, đó là cô tổ chức các hoạt động, cô là người tổ chức các hoạt động, cô là người dẫn dắt, cô là người đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, và cô là người giám sát hoạt động học tập của học sinh và cùng với học sinh đánh giá những hoạt động diễn ra trên lớp. Và trong cái giờ học đó thì học sinh đóng vai trò là chủ thể tích cực của các hoạt động học tập. Các em được khuyến khích đưa ra các ý kiến cá nhân, thậm chí là đối lập nhau, đưa ra các câu hỏi, lời nhận xét, lời đánh giá. Và bằng cách đó các em được cô giáo gián tiếp phát triển tư duy phản biện, tư duy độc lập và tư duy sáng tạo. Nghĩa là các em không chỉ được phát triển kiến thức gắn liền với môn học, mà qua giờ học đạo đức cô giáo phát triển cho học sinh cách nghĩ. Và với hoạt động học tập trong các bài học sách giáo khoa đạo đức lớp 2, chúng tôi hướng tới những hoạt động được thiết kế đa dạng, phong phú để học sinh có nhiều trải nghiệm học tập khác nhau. Thì từ đó thì các em có những cái kinh nghiệm lớn lên qua các bài học. Về phương pháp kỹ thuật dạy học đạo đức lớp 2 thì chúng tôi sử dụng và đẩy mạnh việc sử dụng những cái phương pháp, những cái kỹ thuật đặc trưng cho dạy học đạo đức, cụ thể như là trò chơi hay là đóng vai, thực hành, kể chuyện, hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề hay một số những cái kỹ thuật khác thầy cô giáo hoàn toàn có thể vận dụng để tổ chức dạy học cho học sinh qua các bài học như là OB này, hay là phòng tranh, hay là khăn trải bàn, khuyến khích giáo viên đẩy mạnh cái sự ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức các bài học lớp 2, đạo đức lớp 2. Thế thì về phương pháp trò chơi, có lẽ là tất cả các thầy cô ngồi đây đều thống nhất một ý kiến rằng là trò chơi là một phương pháp dạy học rất phù hợp để vận dụng dạy học cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh đầu cấp nói riêng, là vì cái tính trực quan và cái tính vui của nó. Khi bất kỳ một học sinh nào được thầy cô đặt câu hỏi là các em có thích chơi không, thì tôi tin rằng là tất cả các học sinh đều đồng thanh là có ạ. Nhưng các em tiểu học là như vậy, em rất thích chơi. Và chơi ở tiểu học, chơi ở trong cái môn đạo đức lớp 2 này là chơi có mục đích. Mà qua trò chơi đó thì học sinh không những được giải phóng cơ thể, được vui, được tương tác với bạn bè, mà các em được phát triển những kiến thức, kỹ năng liên quan đến nội dung của bài học. Vậy thì tổ chức trò chơi như thế nào? Thực ra mà nói nó hay đấy, nhưng mà tổ chức nó không hề dễ. Tôi tin là các thầy cô cũng đồng tình với tôi là như vậy. Nó không hề dễ là vì nó có quá nhiều cái thách thức khác mà người giáo viên sẽ phải đối diện. Nào là có thể là cháy giáo án, nào là học sinh nó có nhiều tình huống nảy sinh mà giáo viên khó kiểm soát, khó giải quyết tại chỗ. Nhưng mà cái ưu điểm của nó khiến chúng ta vẫn tin rằng là việc sử dụng trò chơi vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn. Vậy để đảm bảo được việc sử dụng phương pháp trò chơi hiệu quả thì tôi cho rằng là người giáo viên cần phải nắm được quy trình. Và thứ hai là khi trong cái quy trình đó thì cái việc của cô giáo giao nhiệm vụ, cô giáo hướng dẫn học sinh chơi như thế nào và cách đánh giá ra làm sao, và ở đó cô giáo yêu cầu học sinh chơi trong cái không gian nào và trong khoảng thời gian nào thì đều phải lên trước trong một cái kế hoạch bài dạy một cách rõ ràng, và người giáo viên giám sát được cái việc thực hiện của học sinh ở trên lớp. Thứ hai hay là phương pháp kể chuyện có lẽ là từ cổ chí kim, từ đông sang tây, tất cả các nhà giáo dục đều cho rằng đây là một phương pháp vô cùng phù hợp để giáo dục giá trị đạo đức, giáo dục hành vi cho học sinh, giáo dục từ trước đến giờ. Và từ chương trình 2006 đến chương trình 2018 thì tất cả các nhà giáo dục đều duy trì việc sử dụng phương pháp kể chuyện để giáo dục đạo đức cho học sinh. Thế nhưng kể chuyện trong dạy học đạo đức lại rất là khác so với việc sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học tiếng Việt. Cái hay của kể chuyện đó là giúp học sinh chiếm lĩnh bài học, kiến thức của bài học một cách trực quan sinh động. Các em được chiếm lĩnh thông qua ngôn ngữ, thông qua lời nói, đồng thời thông qua tranh ảnh. Và điều đó phù hợp với đặc điểm nhận thức trực quan của học sinh. Tuy nhiên, nếu như trong môn tiếng Việt, việc kể chuyện cô giáo thường tập trung rèn cho học sinh kỹ thuật kể chuyện. Để sử dụng lời nói, đài từ như thế nào. Học sinh đã kể đi, kể lại rất nhiều lần để được củng cố kỹ thuật kể chuyện. Thì trong môn đạo đức không phải là vậy.
Kể chuyện chỉ là một cái cầu nối, là một công cụ để qua câu chuyện đó người giáo viên có thể là làm dấy lên ở học sinh những cảm xúc, những thái độ và những cái trăn trở, những cái băn khoăn liên quan đến nội dung của câu chuyện. Và trong câu chuyện đó phải chứa được những hành vi đạo đức, một là hành vi chuẩn hay là tiếp cận phản đề, hành vi không chuẩn, để từ đó học sinh có cơ hội được trao đổi, được thảo luận, để được bàn luận về 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 những cái hành vi đạo đức được thể hiện trong câu chuyện như vậy. Và các em được nói, được làm, được thể hiện lại và được đi đến những bài học cần rút ra, và nó như là một cái cớ để sau đó người giáo viên cùng với học sinh giải quyết những vấn đề, khai thác những vấn đề liên quan đến nội dung đạo đức của bài học. Nhưng tôi chỉ lưu ý là cùng là kể chuyện thôi, nhưng mà kể chuyện trong đạo đức rất là khác với kể chuyện trong dạy học tiếng Việt, và chúng ta cần phải có đủ cái độ tinh tế để nhận diện ra là không để nhầm lẫn việc thực hiện hai phương pháp này trong hai môn học khác nhau, mặc dù nó củng cố và phát triển lẫn nhau. Thế thì tôi cho rằng là chính vì nó có cái sự khác biệt như vậy nên nếu như trong môn tiếng Việt thì thường là người giáo viên là hay 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 kể chuyện và cho học sinh kể chuyện nhiều, thì trong môn đạo đức tôi cho rằng là việc chúng ta khuyến khích học sinh kể chuyện, đặc biệt là sử dụng những học sinh mà có cái lợi thế về phần kể chuyện ngay trong lớp mình để cho các em tự làm việc đó, rồi khuyến khích học sinh cùng thảo luận nhóm để trả lời những câu hỏi gắn liền với câu chuyện là việc nên làm. Và vai trò của người giáo viên ở đây một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh lại vẫn chỉ là người thiết kế, là người giám sát và là người định hướng cho học sinh. Hay về phương pháp đóng vai, tôi cho rằng là phương pháp đóng vai là một phương pháp vô cùng thú vị và nhiều ý nghĩa trong dạy học đạo đức. Phương pháp đóng vai phù hợp để giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hành động và giúp học sinh phát triển tư duy phản biện. Vì sao? Thì các em được đặt mình ở vị trí của người khác để suy nghĩ, để trăn trở, để quyết định và để lựa chọn. Thì cái lợi thế của phương pháp đóng vai là như vậy. Và thực tế là trong chương trình 2006 hay đến chương trình 2018 thì môn đạo đức vẫn đẩy mạnh phương pháp đóng vai. Tuy nhiên qua quá trình mà chúng tôi làm việc ở tiểu học, qua cái sự quan sát của chúng tôi thấy rằng là khi mà thực hiện phương pháp đóng vai thì giáo viên cũng cần phải lưu ý để tránh cái phương pháp đóng vai nó chuyển sang cái phương pháp mang màu sắc trò chơi. Tức ở đó học sinh thiếu cái sự nghiêm túc, và ở đó học sinh cái dữ liệu mà học sinh cung cấp cho cô giáo nó trở nên nó khá là chưa được chuẩn. Đấy, vì nhiều bạn thích nhưng mà vì các bạn không có sự định hướng phù hợp nên khi mà các bạn thể hiện cái phần đóng vai đó nó chưa nghiêm túc, chưa mang lại cái giá trị đầy đủ để người giáo viên có thể dựa vào cái phần đóng vai của các bạn biến nó thành một ngữ liệu tuyệt vời để cho học sinh khai thác về việc thể hiện chuẩn mực hành vi hay cách giải quyết vấn đề như thế nào. Thì đây là một điều mà tôi muốn lưu tâm với các thầy cô, đó là khi mà chúng ta sử dụng phương pháp đóng vai thì cái định hướng để học sinh cần phải làm gì và làm như thế nào, học sinh cần phải đánh giá những gì và đánh giá như thế nào để vô cùng cần thiết để có thể vừa hay đấy nhưng mà vẫn phải có độ nghiêm túc nhất định khi mà học sinh thực hiện phương pháp đóng vai cùng với dưới sự hướng dẫn của người giáo viên. Phương pháp thực hành chuẩn mực hành vi để có thể cô giáo làm mẫu, sau cô giáo yêu cầu học sinh làm lại gắn liền với tình huống, với yêu cầu thực hành nào đó người giáo viên đưa ra. Có thể là học sinh làm rất tốt, học sinh làm chưa tốt, thì tất cả những cái đó đều là ngữ liệu để người giáo viên khai thác giáo dục cho học sinh, đúng không? Nói lời xin lỗi, đấy là chúng ta yêu cầu học sinh nói lời xin lỗi khi mắc phải sai lầm, nhưng mà xin lỗi như thế nào thì học sinh có thể cần được thực hành ngay tại lớp để ở đó mà tự nhìn lại, tự đánh giá lại là cách xin lỗi như vậy đã hợp chưa, hay là cô giáo cùng với bạn quan sát là hai xin lỗi như vậy đã được chưa. Đấy, nếu như chưa được thì chưa được ở chỗ nào và cần góp ý ra làm sao để khi mà chúng ta gặp phải những cái tình huống cần phải nói lời xin lỗi người khác thì chúng ta từ những cái kiến thức kỹ năng trong bài học, trong giờ đạo đức lớp 2 thầy cô đã hướng dẫn cho thì học sinh có thể thực hiện những cái chuẩn mực hành vi đó một cách phù hợp. Hay với các bài đạo đức lớp 2 trong cuốn sách đạo đức này thì chúng tôi cũng tạo điều kiện cho người giáo viên sử dụng rất nhiều kỹ thuật dạy học tích cực, ví dụ như là kỹ thuật KWL cho học sinh đi từ cái chưa biết đến cái mong muốn biết và cái đã biết, hay là kỹ thuật của Bi, học sinh có thể ngồi thành các vòng tròn, hai vòng tròn trong và ngoài để tự 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 đặt câu hỏi, tự trả lời với nhau để đi đến kiến thức từ chính cái cuộc trao đổi, cuộc nói chuyện của mình, và ở đó học sinh được động chứ không phải ngồi im cả một tiết để nghe cô giảng và cố gắng ghi nhớ những điều cô nói hay là tìm những câu trả lời trong sách giáo khoa để trả lời lại những câu hỏi của giáo viên một cách rất là thụ động. Phương pháp phòng tranh trong môn đạo đức với thiết kế bài học của chúng tôi thì hoàn toàn có thể giúp người giáo viên thúc đẩy người giáo viên sử dụng phương pháp này. Có rất nhiều hoạt động thực hành được chúng tôi đẩy mạnh trong phần vận dụng, mà ở đó những cái yêu cầu về thiết kế này, về viết này, về vẽ này được đẩy mạnh, và với những cái sản phẩm mà nhìn thấy được đầy tính trực quan như vậy
thì tại sao mà chúng ta không biến nó thành biến lớp học thành một cái phòng triển lãm mà học sinh sau khi quá trình triển lãm những cái sản phẩm được tạo ra từ bạn, từ nhóm bạn để rút ra những cái bài học cho bản thân mình để đánh giá và từ đó đi đến những cái kiến thức chuẩn mực phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học. Hay một trong những cái xu hướng bây giờ đấy, tôi nghĩ là tất cả các sở giáo dục, tất cả các phòng giáo dục trên khắp Việt Nam đều khuyến khích người giáo viên thực hiện, đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Trong một thế giới phẳng như thế này, trong một thế giới Covid như thế này, thầy cô thấy không, chúng ta cũng đang học trực tuyến thông qua cái sự ứng dụng công nghệ thông tin, thì tôi tin rằng trong một thời gian không xa, cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường, trong các lớp học được thực hiện bởi các giáo viên Việt Nam sẽ ngày càng nhiều, ngày càng mạnh mẽ. Và với các bài học được thiết kế trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2, với những hoạt động liên quan đến việc khuyến khích học sinh bày tỏ ý kiến đấy, thì chúng tôi cũng cho rằng là rất phù hợp để người giáo viên sử dụng những cái ứng dụng công nghệ thông tin mới để học sinh để có thể kiểm tra được về số lượng cũng như là về chất lượng những cái ý kiến của học sinh được bày tỏ thông qua các nội dung học gắn liền với bài học. Thì tôi cho rằng còn một phương pháp nữa, đó là phương pháp hợp tác nhóm. Khi mà thiết kế các bài học trong cuốn sách giáo khoa đạo đức lớp 2 thì chúng tôi luôn khuyến khích việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhóm. Hợp tác nhóm đây là nhóm lại với những cái ý kiến trao đổi hai chiều, đa chiều, thậm chí là trái chiều. Vì chúng tôi tin rằng là đạo đức là một môn học nó rất là đặc thù gắn liền với bên xã hội, nó rất khác với bên tự nhiên. Bên tự nhiên có thể là 1 + 1 = 2, nhưng mà trong cái môn xã hội mà ở đó đạo đức là dạy cho học sinh về giá trị chẳng hạn, thì cái phán xét đúng hay sai nó phải có căn cứ, và cái căn cứ đó nó phải dựa trên cái lời giải thích. Thế thì lời giải thích thì có thể là mỗi người đứng một góc độ khác nhau, và khi mà đi đến được cái sự thống nhất ấy, thì sẽ ra được cái lời giải thích phù hợp. Thì chúng tôi cho rằng cái việc hợp tác nhóm ở đó học sinh trao đổi để tranh luận, để phản biện lẫn nhau là một cách rất phù hợp trong môn đạo đức. Ở đó thì chúng tôi đưa ra nhiều luận điểm, nhiều vấn đề, nhiều tình huống mà có thể là học sinh đứng ở những cái góc độ khác nhau. Khi các em được cô giáo phân công vào những cái nhiệm vụ mang tính nhóm đó thì các em có thể có quyền bày tỏ. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng thiết kế những hoạt động mang tính phức học, tức là hoạt động động đấy lớn mà nếu mà để cho môn học sinh làm thì đôi khi sẽ là thách thức rất là lớn với các em, và buộc người giáo viên phải cân nhắc là những cái nhiệm vụ như thế là những nhiệm vụ nhóm bao gồm nhiều học sinh tham gia để các em có thể giải quyết vấn đề được một cách tốt. Thì tôi chỉ có một lưu ý với các thầy cô, đó là rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy là cái việc hợp tác nhóm trong các giờ học truyền thống của chúng ta rất là tính hình thức, tương tự như là việc sử dụng phương pháp có sự ứng dụng công nghệ thông tin ấy, vẫn còn mang tính hình thức, mang tính thể hiện trưng bày là chính, chứ còn cái tính bản chất, tính chiều sâu của nó chưa thật tốt. Nó thể hiện ở chỗ là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là những cái hợp tác nhóm của chúng ta, cô giáo giao nhiệm vụ cho học sinh, yêu cầu học sinh thảo luận, nhưng nhiều khi chưa đến hết 1 phút thì các con đã xong rồi. không có một nhiệm vụ hợp tác nhóm nào nó diễn ra quá ngắn như vậy. Hợp tác nhóm nó đòi hỏi không gian, nó đòi hỏi thời gian đấy, nó đòi hỏi cái sự, nó đòi hỏi cái nội dung thảo luận, nội dung làm việc, nó đòi hỏi học sinh phải có cơ hội được trình bày, được nói, thậm chí nó đòi hỏi phải có sản phẩm. Thì đấy là hợp tác nhóm. Chúng ta đừng dỡ. Về phương pháp kỹ thuật dạy học đạo đức lớp 2 thì chúng tôi có một số cái yêu cầu thực hiện mà giáo viên cần phải đảm bảo như sau. Thứ nhất, đó là đảm bảo được cái tính rõ ràng, mạch lạc khi sử dụng phương pháp kỹ thuật. Thứ hai, giáo viên phải thể hiện rõ được cái vai trò định hướng tổ chức của mình. Giáo viên trong tất cả các giờ học đổi mới, cái vai trò định hướng tổ chức hay là vai trò thiết kế và giám sát nó đậm hơn tất cả những cái vai trò khác. Và thứ ba, đó là phải thể hiện rõ được cái vai trò chủ động, tích cực học tập của học sinh. Học sinh là chủ thể, là đối tượng trung tâm của lớp học, của giờ học, chứ không phải là giáo viên. Đấy, học sinh được làm nhiều, được nói nhiều và được thể hiện mình nhiều.
Và các phương pháp kỹ thuật này phải thúc đẩy cái việc học tập tương tác giữa học sinh và những kiến thức, những kỹ năng mà học sinh chiếm lĩnh được, nó phải từ qua những cái hoạt động trải nghiệm, từ qua những cái hoạt động khám phá, từ qua những hoạt động trao đổi với bạn bè, với cô giáo mà học sinh hình thành lên những cái kiến thức, những kỹ năng mới. Và một điều đặc biệt nữa đó là khi mà giáo viên sử dụng những phương pháp kỹ thuật này, cô phải thúc đẩy được cái hoạt động đánh giá quá trình. Cô giáo phải nhìn thấy được cái sự chuyển động của học sinh trong giờ học, và cô giáo cũng giúp cô giáo phải nhìn thấy được cái sự tiến bộ của học sinh qua các bài học. Và do đó là khi mà học sinh làm nhiều hơn, nói nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn, thì cái vai trò nhìn, vai trò giám sát, vai trò đánh giá quá trình của người giáo viên sẽ trở nên cũng nhiều hơn. Và giáo viên cũng cần phải có tự trang bị cho mình những cái công cụ, những cái kỹ thuật để có thể đánh giá quá trình một cách phù hợp, mà từ đó cô giáo có ra được những cái căn cứ, những cái hồ sơ đánh giá của học sinh, thuyết phục với chính học sinh, thuyết phục với đồng nghiệp của mình và thuyết phục với phụ huynh học sinh. Thì ở đây tôi muốn nói là cô giáo cũng phải chủ động trong cái phần dạy của mình. Cô giáo cần phải chủ động trong cái phần dạy của mình để làm thế nào mà khi mà tiết học kết thúc lại thì giáo viên nắm chắc được học sinh có thể đạt được những gì về kiến thức, về hành vi như là về cảm xúc, thái độ. Một số lưu ý với các thầy cô khi tổ chức dạy học các bài học trong cuốn sách giáo khoa đạo đức lớp 2. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải tránh xa đà vào truyền thụ, áp đặt một chiều, nói những điều lý thuyết, giáo điều, làm cho học sinh không có cơ hội được giao tiếp, được bày tỏ ý kiến, được bày tỏ thái độ riêng, được thể hiện cảm xúc trong những câu chuyện, trong những tình huống có vấn đề liên quan đến cách sống, đến lối sống hàng ngày của các em. Những cái tiết học đạo đức truyền thống thường là như vậy, tức là ở đó cô giáo thường là những người đưa ra những cái lời khuyên, chỉ dẫn đối với học sinh rất nhiều, rất dài. Nhưng mà ở trong tiết dạy học đạo đức mới, trong đó cái mảng kỹ năng sống rất nhiều, thì chúng tôi cho rằng là vai trò của cô giáo thiên về lời khuyên như cái kiểu trước đây ấy, các em phải làm gì, phải làm như thế nào ấy, về khía cạnh nội dung của bài học cần phải giảm bớt, mà đó cô giáo là người kiến trúc sư thiết kế ra những cái hoạt động học phù hợp cho học sinh. Thứ hai đó là chúng ta cần quan tâm đến việc phát triển thái độ, cảm xúc và hành vi cho học sinh, gắn liền với giá trị đạo đức nào đó hay gắn liền với kỹ năng sống nào đó mà chúng ta muốn hình thành cho các em. Giáo viên cần khuyến khích học sinh bày tỏ ý kiến, thái độ và liên hệ đến cuộc sống thực của mình. Cô giáo hãy sử dụng những cái giờ học đạo đức như là một diễn đàn để mình có thể lắng nghe ý kiến của học sinh, và qua đó thì mình cũng có thể giúp học sinh có những cái sự thay đổi tích cực nào đó liên quan đến giá trị sống hay là những cái kỹ năng sống. Một điều lưu ý nữa đó là khi mà thiết kế bài học hay là tổ chức các hoạt động học tập thì giáo viên cần bám theo yêu cầu cần đạt, bám theo cái mong đợi của bài học, và cô giáo cần lấy yêu cầu cần đạt làm cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, làm cơ sở cho việc đánh giá hoạt động học tập của học sinh. Thứ hai đó là cô giáo cần linh hoạt trong việc sử dụng nguyên liệu trong sách. Cô có thể sáng tạo đưa ra những lựa chọn mới phù hợp hơn với thực tiễn sinh động của lớp học, trường học của mình. Ở trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2 thì chúng tôi thiết kế ra rất nhiều tình huống, những câu chuyện, những nguyên liệu phong phú để giáo viên thuận tiện trong việc sử dụng sách. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là giáo viên của chúng ta là phải sử dụng y hệt như vậy. Tôi tin rằng là bất kỳ một người giáo viên nào đó khi dạy học tại một môi trường nào đó, tại một địa phương nào đó, với một lớp học nào đó, thì bản thân các cô thì cũng có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái tình huống giáo dục thú vị để đi từ cái môi trường của trường mình, từ học sinh của mình. Và chúng tôi luôn khuyến khích giáo viên sử dụng những câu chuyện thực tế đó, có thực trong trường học của mình, có thực từ học sinh của mình, để biến nó thành những cái ngữ liệu dạy học đạo đức một cách thực tế và sinh động. Và điều đó là vô cùng có ý nghĩa. Và tôi thì tôi tin rằng là người giáo viên, vai trò dạy học của người giáo viên đổi mới hiện nay là không chỉ có dạy, mà cô còn là người thiết kế, là người đồng thiết kế. Một khái niệm mới về vai trò của người giáo viên đó là đồng thiết kế các bài học ở trên lớp. Một lưu ý nữa đó là giáo viên cần khai thác kỹ ý kiến học sinh đưa ra, tức là đào sâu ý kiến của học sinh đưa ra để phát triển nhận thức, phát triển năng lực cho chính các em, tức là phát triển theo hướng nội sinh. Rõ ràng là một bài học trong sách giáo khoa đạo đức hay là trong các bất kỳ cuốn sách nào khác là nó chỉ mang tính định hướng
cho việc giáo viên dạy và cho việc học sinh học, còn nó không thể nào phủ hết được những ý kiến mà học sinh đưa ra như thế nào. Thế thì nhiệm vụ của người giáo viên khi tổ chức thực hiện các bài học đó là cô giáo cần phải lắng nghe những ý kiến học sinh đưa ra và sử dụng những ý kiến đó để giúp học sinh phát triển nhận thức, phát triển kiến thức cho bản thân. Cái việc đào sâu ý kiến ban đầu học sinh đưa ra cũng chính là một vai trò kiến tạo của một người giáo viên mới khi tổ chức thực hiện các bài học đạo đức lớp 2. Và một điều quan trọng nữa khi dạy học các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2 đó là người giáo viên cần chú trọng đến cái tính thực tế, tính gần gũi, dễ vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của học sinh. Tính thực tế, tính gần gũi đến từ các câu chuyện, đến từ các ngữ liệu, đến từ các tình huống và đến từ chính các hoạt động mà giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện. Làm như thế nào mà chúng tôi muốn nói rằng là cái trường học ấy, trường học bây giờ ấy, nó càng gần với trường đời thì càng tốt. Đấy, cuộc sống của học sinh cũng gần gũi với cuộc sống của bài học, thế làm cho cái khoảng cách giữa nhà trường và cuộc sống ngày càng ngắn lại. Thì đấy là một trong những nhiệm vụ của những nhà giáo dục, trong đó bao gồm cả giáo viên. Vậy thì làm thế nào để đảm bảo dạy học thành công và hiệu quả các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2? Thì chúng ta quay trở lại để so sánh cái sự khác biệt trong dạy học giữa dạy học theo tiếp cận nội dung và dạy học theo tiếp cận năng lực được thể hiện trong cuốn sách giáo khoa đạo đức lớp 2. Thì như các thầy cô đã biết, dạy học theo tiếp cận nội dung thì có những cái đặc điểm chính như sau. Tức là bài học hay là người giáo viên rất coi trọng kiến thức, là muốn là sau cái bài học này học sinh biết được cái gì. Thậm chí rất nhiều giáo viên khi soạn giáo án, khi lập kế hoạch bài dạy, mục tiêu cũng hướng tới mục tiêu duy nhất là biết được gì, biết được cái gì sau bài học này. Đấy là một trong những cái đặc trưng của việc dạy học theo tiếp cận nội dung. Thứ hai là trên lớp là giáo viên thể hiện cái việc coi trọng hoạt động ghi nhớ và tái hiện. Những câu hỏi cô giáo sử dụng tập trung vào những câu hỏi đóng. Và ở đó học sinh hoàn toàn có thể tìm cái câu trả lời khi mà đọc lại các nội dung kiến thức trong sách giáo khoa. Đấy, tức là tập trung vào hoạt động ghi nhớ và tái hiện, chứ không phải là tập trung vào sự phát triển tư duy học sinh. Rồi một đặc điểm nữa đó là giáo viên coi trọng hiểu biết bề mặt. Hiểu biết bề mặt, cô hoàn toàn là vừa ý với những câu trả lời đúng câu trả lời ban đầu, mà không có khuynh hướng là khai thác kỹ những khai thác kỹ câu trả lời của học sinh. Khai thác kỹ là để học sinh trả lời rằng là làm thế nào, tại sao con lại có suy nghĩ như vậy, làm như thế nào. Đấy, thì dừng lại những câu hỏi chỉ dừng lại để việc kiểm tra kiến thức bề mặt học sinh thôi. Và một đặc điểm nữa đó là giáo viên là coi trọng cái hoạt động tiếp thu, đồng nhất ý kiến, đồng nhất với cô, thống nhất với cô. Còn một điểm nữa đó là chương trình hay là bài học được thiết kế cũng dựa vào cấu trúc của nội dung học, tập trung vào câu trả lời lớn, đó là học cái gì, coi bài học này học cái gì và cô giáo dạy cái gì, hoàn toàn là tập trung vào kiến thức. Do đó khi mà hiện lên trên lớp học thì chúng ta sẽ thấy một cái đặc điểm của bây giờ học như thế, đó là lối học tĩnh, học sinh là bị động, lớp học rất là trầm, mà ở đó chúng ta khó mà có thể nhìn thấy được những cái cảm xúc, những thái độ tích cực đầy chất trẻ thơ đa dạng của học sinh được thể hiện. Trong khi đó, dạy học theo tiếp cận năng lực được gắn liền với cách biên soạn các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2 thì chúng tôi bám vào các đặc điểm sau. Chúng tôi rất coi trọng việc phát triển cho học sinh kỹ năng thái độ và việc học sinh được thể hiện kỹ năng thái độ ngay trong giờ học. Các em được làm, chúng tôi khuyến khích các em được làm nhiều. Lớp học trông giống như là một xưởng học chứ không phải là học lý thuyết. Học đạo đức là học làm, học thể hiện. Và thứ hai đó là cái coi trọng hoạt động trải nghiệm, tìm tòi, khám phá học sinh. Trải nghiệm trong một cái lớp học thật, lớp học động, trải nghiệm với cô, trao đổi với cô, với bạn, rồi thông qua các câu chuyện, thông qua cái sự trao đổi, thông qua cái sự tương tác mà học sinh khám phá lên những cái kiến thức mới, tri thức mới dựa trên những cái mình đã biết. Và người giáo viên cần coi trọng cái hiểu biết sâu của học sinh, chú trọng vào việc lắng nghe học sinh và khai thác cái câu trả lời của học sinh, chú trọng vào việc cách làm, chứ không chỉ là biết cái gì mà làm như thế nào để biết được điều đấy, điều đó làm như thế nào. Và có sự coi trọng hoạt động thảo luận, tranh luận, phản biện ý kiến riêng. Đấy, chúng tôi cho rằng là giờ học đạo đức rất tuyệt vời nếu ở đó mà học sinh ngay từ lớp 1, lớp 2 mà các em được cô giáo khuyến khích cởi mở để các em đưa ra những ý kiến riêng của mình, dù rằng đấy là những ý kiến rất là ngây thơ, rất là trẻ thơ, nhưng mà trẻ thơ nó phải khác người lớn. Chúng ta không thể nào mà để cho học sinh nói những câu nói mà chúng ta nghe chúng ta đã cảm thấy trời ơi, lớp 1, lớp 2 mà sao nói gì mà như là kiểu ông cụ non vậy. Chúng ta bản thân chúng ta cũng đã cảm thấy là nó không thật rồi. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy duy trì một lớp học rất cởi mở, rất thật, rất thực tế, phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Học sinh lớp 1, 2 rất khác học sinh lớp 4, 5 và rất khác học sinh lớp 10. Các em có cái thế giới ngôn ngữ của các em, cái suy nghĩ, cái nhận thức của các em rất là khác, trong trẻo và đáng yêu. Nhưng
không thể nói rằng là các em không thông minh, rất nhiều ý kiến rất thông minh mà người lớn chúng ta cũng phải sững sờ. Và các chương trình bài học được thiết kế dựa vào cấu trúc của hoạt động học, mà ở đó người giáo viên tập trung vào trả lời cho cô hỏi khi mà thiết kế các hoạt động học, đó là học sinh của mình học như thế nào, làm cái gì, các em học như thế nào, em làm cái gì, hơn là biết được cái gì. Đấy, người giáo viên mới, người giáo viên là muốn phát triển năng lực cho học sinh thì đó là tập trung vào câu trả lời, đó là học cái gì, không chỉ là học cái gì đâu, xin lỗi, là học như thế nào và làm như thế nào để biết, chứ không phải là học để biết. Do đó giờ học sẽ thúc đẩy cái lối học động, thúc đẩy cái sự tự chủ tích cực học sinh, và đó chúng ta sẽ thấy học sinh rất năng động, rất thoải mái, và các em được chính, được trở thành chính phiên bản của chính mình chứ không phải là phiên bản của ai khác. Các em được phát triển dựa trên cái phiên bản của chính bản thân mình, với những cái ưu điểm, nhược điểm, với những mặt mạnh và những mặt hạn chế rất là khác nhau, chứ chúng ta không đóng khung, không đóng khung những học sinh trở nên những học sinh có những câu trả lời giống nhau, những cái ý kiến giống nhau, thì đấy là không phải là đặc điểm của một cái giờ học đạo đức mới theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh. Một phần rất quan trọng mà trong việc dạy học các bài học đạo đức lớp 2 đó là đánh giá. Thì các thầy cô đều thừa nhận với tôi tin là như thế, là đánh giá rất là quan trọng. Chúng ta có một câu là đánh giá là đòn bẩy, đánh giá chính là đòn bẩy của hoạt động dạy học mà chúng ta biết rồi đấy. Archimedes ông cũng từng nói là hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất lên, nói lên cái giá trị của đòn bẩy. Đòn bẩy đánh giá cái gì sẽ dạy cái đó, đánh giá về năng lực, đánh giá về quá trình thì người giáo viên sẽ biết là điểm nhấn của dạy học nó sẽ nằm ở đâu. Thế thì đánh giá trong dạy học đạo đức lớp 2 thì người giáo viên coi trọng câu trả lời, phương án hợp lý đấy, hơn chỉ là câu trả lời đúng. Ở đó cô giáo cần biết là tại sao em lại làm như thế, tại sao em lại trả lời như thế, chứ không chỉ dừng lại ở câu trả lời bề mặt. Cô giáo muốn biết căn cứ, do đó có thể là có hai ý kiến khác nhau, nhưng mà đôi khi là chúng ta sẽ thấy trong một giờ học cô giáo chấp nhận cả hai ý kiến đó. Thì cô giáo thấy là sự giải thích của các em dựa trên cái quan điểm của các em, dựa trên góc nhìn của các em cũng có sự hợp lý nhất định. Và bắt đầu dần dần chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ giúp cho học sinh có cái thói quen suy nghĩ là biện chứng. Từ biện chứng là chúng ta không dạy cho học sinh, nhưng người lớn chúng ta hiểu rằng là nó là biện chứng đấy. Nó có sự hợp lý nhất định, vì không có cái gì đúng tuyệt đối, sai tuyệt đối trong dạy học đạo đức này. Và chúng ta cần biết là vì sao con làm như vậy. Đấy. Cũng một yêu cầu về bài vẽ có thể là thế thôi, nhưng có bạn vẽ như thế nào, có bạn vẽ như thế khác, không sao cả. Chúng ta không yêu cầu học sinh vẽ những cái phương án nó giống nhau. Rồi, đánh giá trong dạy học đạo đức lớp 2 còn thể hiện chỗ là giáo viên không chỉ đánh giá mà cái học sinh biết, mà quan trọng hơn cô còn đánh giá tập trung vào việc cái học sinh làm, cái học sinh thể hiện trên lớp. Tức là không chỉ tập trung vào lời nói, những cái câu trả lời bề mặt, mà cô giáo còn đánh giá vào những cái gì mà học sinh thể hiện, hành vi của mình ngay trên lớp, những cái sản phẩm của mình ngay trên lớp. Và một điều nổi bật nữa đó là sự đánh giá của giáo viên là sự đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, giúp học sinh tiến bộ. Chúng ta cần những học sinh tiến bộ, chúng ta không cần những học sinh giỏi nhất. Tôi nghĩ là như vậy, vì cái sự giỏi nhất nó là tương đối. Và chúng ta cần những học sinh ngày hôm nay nó tốt hơn ngày hôm qua, năm học này tốt hơn năm học trước. Và chúng ta muốn học sinh tiến bộ từng ngày một, qua từng bài học một, qua từng hoạt động học một. Và cái sự đánh giá của cô giáo được bám theo cái thang đo mức độ năng lực của mỗi học sinh, được bộc lộ trong quá trình học tập. Và qua đó cô giáo có cái feedback, có cái những cái phản hồi từ học sinh để cô có thể điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học của mình một cách phù hợp. Hay nói một cách khác, cái đánh giá như thế này không chỉ giúp học sinh tiến bộ mà cũng giúp người giáo viên tiến bộ cả về chuyên môn. Cô sẽ thay đổi một cách phù hợp, và cô còn có sự uyển chuyển là với lớp này đặc điểm học sinh như thế này, với lớp khác đặc điểm học sinh như thế khác, cô sẽ có những cái chiến lược dạy học khác nhau, sẽ có những cái biện pháp dạy học khác nhau. Thì tôi cho rằng đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh có nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta cần học sinh tiến bộ dựa trên cái phiên bản của chính em, chứ không phải là tiến bộ theo một cái khung so sánh với một ai đó. Và nói một cách ngắn gọn thì đánh giá trong các bài học đạo đức lớp 2 đó là đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh. Và tôi cũng xin bật mí với các thầy cô là bên cạnh cuốn sách giáo khoa đạo đức lớp 2 này thì chúng tôi cũng thiết kế cái cuốn sách giáo viên đạo đức lớp 2 ấy. Thì trong cái cuốn đó thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh việc hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá quá trình cho học sinh, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Ở đó những cái kỹ thuật, những cái biện pháp giúp đánh giá quá trình, giúp đánh giá cho sự tiến bộ của học sinh thì chúng tôi cũng đã lồng ghép trong các bài thiết kế bài học trong sách giáo viên. Về định hướng đánh giá các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2 thì có những cái đặc điểm sau. Thứ nhất đó là giáo viên đánh giá cả về nhận thức
và cả về hành vi của học sinh. Đánh giá bằng hình thức nhận xét với môn đạo đức thì giáo viên đánh giá bằng hình thức nhận xét bằng lời và có sự kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Về phương thức đánh giá thì có sự kết hợp giữa đánh giá của giáo viên chủ nhiệm với tự đánh giá của học sinh, đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của các giáo viên dạy môn chuyên biệt và phụ huynh học sinh. Trong đó đánh giá của giáo viên chủ nhiệm là quan trọng nhất. Ở đây trong các bài học mà chúng tôi thiết kế thì có rất nhiều hoạt động mà như tôi đã nói ban đầu đấy, đó là vận dụng ngoài giờ học, có thể giáo viên giao cho học sinh về nhà thực hiện, ví dụ như là giữ gìn bảo quản đồ dùng gia đình chẳng hạn. Thì những cái bài học như vậy thì những cái hoạt động mà cần cái sự tham gia đánh giá của phụ huynh học sinh là vô cùng quan trọng, hay là cái sự tự đánh giá của học sinh là vô cùng quan trọng, thì nhiều lực lượng tham gia đánh giá, nhiều biện pháp, nhiều công cụ đánh giá sẽ giúp cho cái việc đánh giá của người giáo viên trở nên phù hợp, chính xác hơn. Thì đấy là một trong những cái đặc điểm chúng tôi cũng đẩy mạnh trong phần định hướng đánh giá đối với các bài học trong môn đạo đức lớp 2. Về phương pháp đánh giá thì nếu như các thầy cô nào đã học môn 3 trong cái thời gian cuối năm ngoái đấy, chúng Bộ Giáo dục đã triển khai cho trên cả nước đấy, thì phương pháp đánh giá thì cũng rất là đa dạng. Các thầy cô đã biết được có rất nhiều phương pháp, rất nhiều biện pháp, rất nhiều công cụ đánh giá. Thì tiêu biểu với môn đạo đức lớp 2 thì đó là phương pháp đánh giá bằng quan sát, phương pháp đánh giá bằng hồ sơ học tập, phương pháp là tự đánh giá và có sự tham gia của nhiều lực lượng đánh giá khác nhau. Thì cái việc đánh giá học sinh về học tập môn đạo đức sẽ trở nên khách quan, phù hợp và chính xác. Tôi muốn nói ngắn gọn một số cái nguyên tắc mà giúp thầy cô có thể dạy học hiệu quả các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2, sách cánh diều. Đó là thứ nhất là chúng ta phải bám theo cái việc cái cách tiếp cận, cái định hướng phát triển năng lực. Thế là chúng ta phải tập trung vào việc là dạy học nhưng mà để phát triển năng lực, chứ không phải là dạy học để phát triển kiến thức nữa, vì kiến thức nó là vô cùng, nó là mênh mông và nó có sự thay đổi. Thế thì các nguyên tắc bám theo định hướng phát triển năng lực trong các bài học đạo đức lớp 2 có những cái nguyên tắc chính như sau. Thứ nhất đó là khi xác định mục tiêu dạy học ấy, thì chúng ta cần phải xác định bám theo chuẩn đầu ra. Đáp số của bài học là chúng ta cho lên đầu, biến thành cái mong đợi. Chúng ta muốn học sinh làm được cái gì thì chúng ta hãy biến nó thành mong đợi của bài học. Từ các mong đợi đó, từ những yêu cầu cần đạt đó thì chúng ta lựa chọn nội dung học tập có sự kết nối với các vấn đề của thực tiễn, hướng tới các năng lực mà học sinh cần có sau quá trình học. Nhất là từ cái yêu cầu cần đạt đó thì chúng ta xác định nội dung dạy học, xác định những cái câu chuyện, những cái tình huống và những vấn đề mà qua đó chúng ta giúp học sinh khai thác để đi đến những cái chuẩn mực hành vi, kỹ năng, thái độ, cảm xúc cần thiết. Và trên cơ sở đó thì người giáo viên sẽ lựa chọn những hình thức học tập nhằm phát huy tính tích cực, tính tự giác, tính chủ động của học sinh. Rõ ràng là những hình thức học tập mà phát huy được tính tích cực, tính tự giác, tính chủ động của học sinh thì không thể nào là những cái hình thức mà mang tính tĩnh, mà ở đó người giáo viên truyền thụ nhiều, nói nhiều, làm nhiều. Ở đó chúng ta phải xê dịch dần những cái việc mà trước đây thường là dành cho giáo viên, chúng ta để cho học sinh làm. Đấy, có thể là về không gian nói, về thời gian nói, về việc làm, những cái mà trước đây chúng ta nghĩ rằng đấy là của người học, của người dạy, thì bây giờ tôi cho rằng là chúng ta phải tin rằng là học sinh của chúng ta làm được nếu như người giáo viên có sự tổ chức khéo léo, nếu như người giáo viên có sự thiết kế bài học một cách khéo léo, thì cô giáo chuyển giao dần cái vai trò và chuyển cái vai trò của người giáo viên đến một vai trò khác. Và cái nguyên tắc thứ tư đó là đánh giá quá trình được đẩy mạnh, có sự và kết quả học tập theo chuẩn đầu ra, chú trọng vào khả năng vận dụng kiến thức đã học của học sinh vào trong thực tiễn và tập trung vào sự tiến bộ của học sinh. Thì tôi cho rằng đây chính là bốn nguyên tắc quan trọng giúp người giáo viên có thể dạy học hiệu quả các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2, và qua đó cô có thể phát triển năng lực cho học sinh. Bên cạnh cuốn sách giáo khoa đạo đức lớp 2 thì chúng tôi cũng thiết kế những tài liệu tham khảo bổ trợ, bao gồm thứ nhất đó là bộ sách giáo viên đạo đức lớp 2 cũng được nhóm tác giả biên soạn theo hướng là đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cái vai trò của người dạy và đổi mới vai trò của người học, mà ở đó thì đẩy mạnh cái tính tự chủ, tính tích cực của học sinh nhiều hơn. Thứ hai đó là vở bài tập đạo đức lớp 2, rồi thực hành đạo đức lớp 2, rồi chuyện đạo đức lớp 2 và những học liệu điện tử được đăng tải công khai trên website sachcanhdieu.com. Và bên cạnh đó thì còn có hệ thống thiết bị và đồ dùng học tập đi kèm. Về quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy, đúng không? Trước đây chúng ta gọi là giáo án, nhưng mà gần đây thì chúng ta thay cái từ giáo án bằng cụm từ đó là kế hoạch bài dạy. Thì có bốn bước chính như sau. Thứ nhất đó là khi thiết kế kế hoạch bài dạy thì bước một thì người giáo viên cần phải xác định là mục tiêu hay yêu cầu cần đạt của bài học. Đấy, chính là cái mong đợi hay là những cái đáp số của bài học đạo đức mà thầy cô muốn học sinh của mình đạt được. Bước thứ hai, dựa theo mục tiêu yêu cầu cần đạt đó thì thầy cô xác định nội dung là dạy cái gì và phương pháp là dạy như thế nào và những phương tiện học liệu cần thiết để giúp cho quá trình dạy học trên lớp.
Bước thứ ba là thầy cô thiết kế các pha và các hoạt động dạy học tương ứng. Thì với các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2 thì có bốn hoạt động lớn. Thứ nhất đó là khởi động, thì mục tiêu của nó là giúp học sinh vui vẻ, sẵn sàng học tập. Hoạt động thứ hai đó là khám phá, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm, được tương tác, được giải quyết vấn đề và tự kiến tạo nên kiến thức của bản thân. Và thứ ba đó là luyện tập, học sinh có cơ hội được rèn luyện, củng cố các chuẩn mực hành vi, những cái kiến thức gắn liền với bài học. Và thứ tư là vận dụng, học sinh được thực hành, được vận dụng những điều đã học vào trong cuộc sống trên lớp cũng như là cuộc sống ở ngoài xã hội. Và bước bốn thì thầy cô đánh giá và rút kinh nghiệm lại bài học, có thể có sự điều chỉnh cho các bài học khác, hay là đánh giá ở đây cũng bao gồm là đánh giá hướng tới học sinh. Chúng ta có thể xây dựng những các dạng bài tập, những hoạt động giúp học sinh có thể được ôn luyện, được củng cố những chuẩn mực, những hành vi được thầy cô phát triển thông qua bài học ở trên lớp. Thì đây là một cái quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy chung. Và tôi thì cũng rất là tiếc vì thời gian thì không có nhiều, nhưng cái phần này chúng ta sẽ phải đi lướt. Nếu như chúng ta có nhiều thời gian hơn thì đây sẽ là một hoạt động thực hành vận dụng rất là thú vị. Tôi cũng tin rằng qua những hoạt động thực hành vận dụng đó thì chúng ta cũng có nhiều cái để mà học tập từ nhau. Kính thưa các thầy cô, vừa rồi thì tôi đã trình bày những cái kiến thức cơ bản liên quan đến việc có thể sử dụng thực hiện hiệu quả các bài học trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2. Thì có lẽ là cũng gần một tiếng rồi, tôi xin phép là các thầy cô chúng ta sẽ dành thời gian khoảng 15 phút chúng ta ra chơi được không ạ, trước khi chúng ta vào phần thứ hai là chúng ta sẽ dự giờ và phân tích tiết dạy. Thì xin mời các thầy cô nghỉ giải lao 15 phút ạ, chúng ta sẽ quay trở lại tầm 3 giờ 10. Hẹn gặp lại các thầy cô. Xin bật nhé. Nhưng mà chị nó chưa lên hình. Đó, ông đang slideshow. Ô, được chưa? Chúng có các thầy cô vào đi. Em mời thầy cô vào. Em mời thầy cô vào. Không để. Vâng, đã hết giờ giải lao, xin kính mời các thầy cô vào để chúng ta cùng tiếp tục buổi tập huấn. Bây giờ tôi có thể tiếp tục được chưa ạ? Được chưa em? Các thầy cô sẵn sàng chưa? Các thầy cô để bật mic lên đây nè. Và từ sau đây tôi xin tiếp tục phần tập huấn của mình ngày hôm nay.
Tiếp theo là sau cái phần tôi giới thiệu một những cái nội dung cơ bản của việc thực hiện sách giáo khoa đạo đức lớp 2, thì phần tiếp theo là xin kính mời các thầy cô sẽ xem một video hay nói cách là dự giờ tiết học online từ xa và trả lời những cái câu hỏi sau. Đấy. Thứ nhất đó là thầy cô sau khi xem các thầy cô trả lời cho tôi câu hỏi thứ nhất là những hoạt động nào đã được giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện trong tiết học trên. Thứ hai là giáo viên đã sử dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học nào trong tiết học. Thứ ba là vai trò chính của giáo viên trong tiết dạy đó là gì. Thứ tư là đánh giá, nhận xét của thầy cô về cách tổ chức tiết học của giáo viên. Và thứ năm là thầy cô nếu mà dạy lại cái tiết này thì thầy cô có thay đổi gì không? Và vì sao thầy cô lại có cái sự thay đổi như vậy? Thì đấy là năm câu hỏi chính, tôi rất mong chờ những câu trả lời trao đổi từ phía các thầy cô sau khi dự giờ tiết học xong. Thì bây giờ tôi sẽ chiếu cho các thầy cô xem một tiết dạy minh họa, gọi là minh họa thôi, để cho một bài đạo đức cụ thể trong sách giáo khoa đạo đức tiếng Việt lớp 2. Đây, em mở cho các thầy cô. Video này. Đấy, vậy có nói đâu. Cô đợi em một tí ạ. Em đang sửa cái này nè em đấy. Chứ cái chia sẻ mà chia sẻ tiếng ở đâu chị nhỉ? Em bật nghe xem đi. Mở đầu tiết học ngày hôm nay, các con có muốn cùng cô tham gia một trò chơi không nhỉ? Có. Cô khen tinh thần hăng hái của chúng mình nhá. Thế bây giờ cô sẽ mời các con tham gia trò chơi hoa nở, hoa tàn, hoa rung rinh trước gió. Trò chơi này có quen thuộc với chúng mình không? Có. Và hôm nay cô đặc biệt cử một bạn làm quản trò của trò chơi này. Cô mời bạn Chí Minh. Các con hãy cùng lắng nghe bạn Chí Minh phổ biến luật chơi nhá. Cô mời Chí Minh nào. Tớ mời các cậu cùng lắng nghe luật chơi vòng 1. Các cậu hãy làm theo tớ nói. Khi tớ hô mắc lỗi, các cậu hãy cụp bàn tay xuống giống như hình bông hoa đang tàn cánh. Khi tớ hô nhận lỗi, các cậu hãy xẹp bàn tay ra giống hình bông hoa đang nở. Khi tớ hô sửa lỗi, các cậu hãy rung bàn tay giống như
Bông hoa đang rung rinh trước gió. Nếu bạn nào làm động tác tay sai, sẽ có hình phạt như sau. Bắt chiếc tiếng kêu của con vật mà tớ đưa ra nhé. Cùng chơi nào. Sửa lỗi. Nhận lỗi. Mắc lỗi. Vòng 2 khó hơn. Các cậu sẽ làm theo tớ nói, nhưng không được làm theo tớ làm. Sửa lỗi. Nhận lỗi. Tớ mời Nhật Anh đứng dậy nè. Bắt chim tép kêu của con mèo. Tớ mời cậu ngồi xuống. Tớ mời Đức Nga đứng dậy. Bắt chim tép kêu của anh khỉ. Tớ mời cậu ngồi xuống. Trò chơi kết thúc. Xin chào các bạn. Cô khen Chí Minh là một bạn quả trò rất tuyệt vời. Và hôm nay cô thấy lớp mình rất nhiều bạn phản ứng rất nhanh và chính xác nữa đây. Cô khen cả lớp mình nào. Vừa rồi các con chơi có vui không? À, thế thì bây giờ cô Diệp đố chúng mình biết hôm nay bài đạo đức chúng mình sẽ học về nội dung gì? Cô mời cái tiết đẹp của Minh Khôi. Con thưa cô, con nghĩ là bài nhận lỗi, sửa lỗi. Cô cảm ơn ý kiến của con. Ngày hôm nay chúng mình sẽ học một bài đạo đức mới. Các con cùng nhìn lên bảng xem hôm nay chúng mình học bài gì nhá. Cô mời một bạn đọc to tên đầu đề nào. Cô mời An Nguyên. Thưa cô là bài 4, nhận lỗi và sửa lỗi tiết 1 ạ. Cô khen An Nguyên. Cô mời thì chúng mình cùng nhau đồng thanh đọc to tên đầu đề ngày hôm nay. Bài 4. Khen cả lớp mình đọc rất là to. Như thường lệ, hôm nay cô chia lớp mình thành 5 nhóm. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Cô Diễm mời các con bước vào hoạt động đầu tiên của bài mới. Đọc bài thơ bạn cáo và trả lời câu hỏi. Cô Diễm mời các con mở sách giáo khoa đạo đức 2 trang 19 ra nào. Ritana, bật tông trắng hồng, làm mờ sạm nám. Tôi uống thuốc ngừa thai được một năm mấy, tôi bị nám hai bên gò má. Cô mời các con cùng nhìn lên màn hình. Cô có bài thơ bạn cáo. Bạn nào có thể đọc thật to bài thơ này cho cô và cả lớp nghe? Cô mời con Gia Bảo nào. Cô là bạn cáo, một hôm cáo rủ thỏ đến nhà bạn sóc chơi, thấy có quyển truyện để cáo rủ đọc cho vui. Cá đọc nhanh hơn bạn, chẳng chịu đợi tí gì, cứ lật trang liên tục, rắc cả chuyện phiền ghê. Thấy mẹ sóc đi tới, cá vội vã nói rằng: cô ơi, do bạn thỏng lật ẩu rắc cả trang. Cô khen Gia Bảo đã đọc bài thơ bạn cáo rất to và rõ ràng. Với bài thơ này, cô chia lớp mình thành các nhóm đôi. Chúng mình sẽ có những câu hỏi thảo luận như sau. Cô mời con Tiến An đọc to cho cô ba câu hỏi thảo luận nhóm nào. Câu hỏi thảo luận nhóm đôi. A. Chuyện gì đã xảy ra khi bạn cáo và bạn thỏ đang đọc truyện? B. Bạn cáo đã làm gì sau khi làm rắc quyển truyện? C. Em có đồng tình với việc làm của bạn cáo không? Vì sao? Cô khen Tiến An đã đọc câu hỏi to rõ ràng. Chúng mình sẽ thảo luận nhóm đôi. Sau khi thảo luận xong, cô sẽ mời một vài nhóm lên đây trình bày kết quả thảo luận. Các con sẽ tập trung lắng nghe và đánh giá kết quả thảo luận của nhóm các bạn qua 3 tiêu chí sau. Trình bày tự tin, câu trả lời chính xác phù hợp và phần thảo luận nhóm sôi nổi các con nhé. Các con đã rõ chưa nào? Cô Diễm mời các con cùng thảo luận nhóm đôi. Thank you.
nhận được tín hiệu thảo luận nhóm đôi xong của tất cả các con rồi. Cô mời các con hạ tay xuống nào. Qua phần quan sát của cô thấy nhóm của bạn Chí Minh và An Nguyên là nhóm thảo luận xong nhanh nhất. Cô mời nhóm của An Nguyên và Chí Minh lên đây trình bày kết quả thảo luận trước lớp nào. Cô sẽ mời các con cùng lắng nghe phần trình bày kết quả thảo luận nhóm đôi của nhóm An Nguyên Chí Minh. Chuyện tớ hỏi cậu, chuyện gì xảy ra khi bạn cáo và bạn thỏ đang đọc truyện? Cáo đọc nhanh quá không chờ gì làm rất cả chuyện. Bạn cáo đã làm gì sau khi làm rách quyển truyện? Đã nói dối rằng bạn thỏ là người đã làm rách truyện. Cậu có đồng tình với việc làm của bạn cáo không? Tớ không đồng tình. Vì sao? Bởi vì việc làm của bạn cáo không tốt. Đó là kết quả thảo luận của nhóm tớ. Bạn nào đồng ý với ý kiến này thì đứng lên tay. Cô Diễm cảm ơn nhóm của An Nguyên và Chí Minh. Cô mời hai con về chỗ nào. Cô Diễm cũng giơ tay bởi vì cô Diễm cũng đồng ý với nhóm của An Nguyên và Chí Minh đấy. À vậy thì con nào có thể đứng lên nhận xét rõ hơn về kết quả thảo luận nhóm của hai bạn. Cô mời Đức Thành nào. Con thưa cô, con đã thấy nhóm bạn Chí Minh và An Nguyên đã trình bày tự tin ạ. Và đã có câu trả lời chính xác. Con thấy nhóm bạn hoạt động rất sôi nổi ạ. Cô thấy nhóm An Nguyên và Chí Minh đã trình bày tự tin, có câu trả lời chính xác và nhóm bạn còn thảo luận rất sôi nổi nữa. Cô thưởng cho nhóm An Nguyên, Chí Minh 3 sao. Qua phần thảo luận nhóm đôi vừa rồi thì chúng mình đã biết được rằng bạn cáo mắc lỗi mà không nhận lỗi. Như thế bạn còn đổ cho bạn thỏ nữa đấy. Chúng mình có đồng tình với việc làm của bạn cáo không? Không ạ. Chúng mình không đồng tình với hành động của bạn cáo đâu. Ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng quan trọng là các con cần biết nhận lỗi và sửa lỗi. Chúng mình sẽ tha thứ ủng hộ cho những người biết nhận lỗi và sửa lỗi các con nhé. Vâng ạ. Các con ạ, sau sự việc vừa rồi thì bạn cáo cảm thấy rất là ăn năn đấy. Bạn không thấy vui chút nào. Bạn tự nhủ trong đầu rằng mình nên làm gì đây? Thế theo các con, bạn cáo nên làm gì bây giờ? Cô mời cái tên đẹp của con Đức An. Con thưa cô, theo con, bạn cáo nên nhận lỗi và sửa lỗi ạ. Bạn Đức An giỏi quá. Như vậy, ý của Đức An là bạn cáo cần phải đi nhận lỗi và sửa lỗi với bạn Sóc đúng không con? Cô Diễm cũng đồng ý với ý kiến đó. Cô mời các con cùng bước vào hoạt động số 2, tìm hiểu lời nói, việc làm thể hiện việc nhận lỗi và sửa lỗi. Trong hoạt động này, chúng mình sẽ tiếp tục với nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Thảo luận nhóm 4, chúng mình có 2 nhiệm vụ. Cô chia nhóm 1, 2, 3, chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận câu hỏi số 1. Bạn cáo nên nói gì, làm gì để thể hiện việc nhận lỗi, sửa lỗi? Nhóm 4 và nhóm 5, chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận để trả lời câu hỏi bạn cáo thực hiện việc nhận lỗi, sửa lỗi như thế nào các con nhé? Ở hoạt động này, cô sẽ phát cho mỗi nhóm một bảng thảo luận nhóm và các thẻ chữ. Chúng mình sẽ cùng nhau trao đổi và dán các thẻ chữ thật là nhanh vào bảng thảo luận nhóm nhé. Cô Diễm mời các con gấp sách giáo khoa đạo đức vào nào. Mỗi nhóm cử ra một bạn, mang sách đạo đức lên đây cho cô nhé. Năm nhóm đã được cô Diễm phát cho đủ bảng thảo luận nhóm, các thẻ chữ rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chọn những thẻ chữ nói gì, làm gì, cách nói, cách làm tương ứng để dán vào trong bảng nhé. Thời gian 2 phút thảo luận của các con bắt đầu. Tín hiệu thảo luận xong của các nhóm. Bây giờ các nhóm sẽ cử người để lên gắn các bảng thảo luận lên giá treo nhé. À, vừa
vừa rồi cô thấy các nhóm đều đã thảo luận rất sôi nổi. Thế bây giờ chúng mình có muốn đi quan sát xem là các nhóm có kết quả thảo luận giống hay là khác nhóm mình không? Vậy bây giờ cô Diễm mời các con cùng đứng lên, stand up, đi quan sát kết quả thảo luận của các nhóm khác. Thấy rằng là vừa rồi chúng mình đã đi quan sát kết quả thảo luận của các nhóm khác rất là kỹ đấy. Vậy bây giờ bạn nào có thể cho cô ý kiến về phần thảo luận của nhóm 4, nhóm 5 nhở? Cô mời Bình Minh nhận xét kết quả thảo luận của nhóm 5 nào. Con thưa cô là bạn Chí Minh bảo là khác hoàn toàn ạ. Vậy thì cô muốn lắng nghe thêm ý kiến của Chí Minh nhá. Con thưa cô là cái bức tranh đều giống nhau hết nhưng thứ tự dán lại khác nhau ạ. Như vậy ý kiến của Chí Minh cho rằng là kết quả thảo luận của nhóm 4 và nhóm 5 giống nhau nhưng các thể chữ thứ tự dán có thể khác một chút đúng không con? Ai gặp tôi cũng chữa được hết, đảm bảo ai bị bệnh trào ngược, viêm loét dạ dày cứ đến gặp tôi chỉ cần 7 đến 10. Rồi, cô cảm ơn nhóm số 4. Như vậy là kết quả nhóm 5 giống nhau, các thể chữ dán có thể hơi khác nhau một chút thôi. Vậy thì kết quả của nhóm 1, 2, 3 thì sao nhở? Cô muốn lắng nghe ý kiến nhận xét của con Minh Khôi nào. Con thưa cô, tại nó cũng giống kết quả của nhóm con nhưng nó cũng khác cách dán của nhóm con ạ. Cô cảm ơn Minh Khôi. Như vậy cô thấy rằng kết quả thảo luận của chúng mình đều giống nhau. Tuy cách dán các thẻ chữ hơi khác nhau một chút phải không nào các con? Cô khen lớp chúng mình thảo luận nhóm rất là hiệu quả đấy, bởi vì cô Diễm cũng đồng ý với kết quả thảo luận của các con. Bạn cáo nên nói gì, làm gì để thể hiện việc nhận lỗi, sửa lỗi? Đầu tiên chúng mình cùng xem lại những lời nhận lỗi mà bạn cáo có thể nói. Cô mời Xuân Thành đọc lại 4 câu đầu tiên cho cả lớp cùng nghe. Các bạn còn lại theo dõi trên màn chiếu. Con thưa cô, con đọc ạ. Mình cảm thấy rất ăn năn hối hận. Mình đã sai khi đổ lỗi cho bạn thỏ. Mình xin lỗi vì đã làm rách sách bùa sóc. Mình hứa sẽ không bao giờ mắc lại lỗi đó nữa. Cô cảm ơn Xuân Thành. Cô mời con ngồi xuống. Cô khen Xuân Thành đã đọc to, đọc diễn cảm. Hai cô còn lại cả lớp chúng mình cùng đồng thanh nhá. Mình có thấy cả lớp đã đọc to, đọc đều những lời nhận lỗi của bạn cáo rồi. Còn những việc làm thể hiện việc sửa lỗi của bạn cáo thì cô rất đồng ý với ý kiến thảo luận của cả lớp. Bạn cáo có thể gặp sóc, mẹ sóc, thỏ để nói lời xin lỗi này. Bạn ấy có thể mua cho bạn sóc quyển truyện mới hoặc có thể dán lại truyện cho sóc. Bạn ấy cũng có thể tặng cho bạn sóc những món quà thay cho lời xin lỗi để các con ạ. Tiếp theo, cô Diễm chiếu lên cách nói, cách làm thể hiện việc nhận lỗi, sửa lỗi của bạn cáo. Cô mời các con sẽ cùng suy ngẫm lại. Vậy khi chúng mình nhận lỗi và sửa lỗi, quan trọng nhất là các con cần thể hiện được thái độ nghiêm túc và chân thành, phải không nào? Bây giờ, cô Diễm sẽ đóng vai bạn cáo để thể hiện lời xin lỗi chân thành với bạn sóc. Cô mời các con cùng theo dõi, sau đó đồng thanh nói cho cô Diễm biết liệu bạn cáo xin lỗi như thế có được hay không? Vâng ạ!
Cách 1, tớ xin lỗi, được chưa? Xin lỗi như thế có được hay không hả các con? Không. À, như thế không được đâu, bởi vì bạn cáo đã hét lên, như thế chưa thể hiện lời xin lỗi chân thành. Cách thứ 2, mình đã sai khi làm rách chuyện của cậu. Mình hứa sẽ không bao giờ mắc lại lỗi đó nữa, bạn tha lỗi cho mình được không? Xin lỗi như thế liệu được hay chưa các con? Cô cũng đồng ý với các con, xin lỗi như thế đã được rồi. Vì sao nhở? Bởi vì khi xin lỗi, bạn cáo đã có tư thế ngay ngắn, bạn ấy đứng thẳng này. Và ánh mắt thì nhìn thẳng vào người đối diện. Bạn ấy còn nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, nói một cách rõ ràng và từ tốn đấy các con ạ. Và cô Diễm rút ra kết luận cho các con cô hoạt động này. Khi mắc lỗi thì nên thể hiện việc nhận lỗi và sửa lỗi một cách chân thành qua những việc làm cụ thể dưới đây. Cô mời bạn Gia Bảo nhắc tiếp. Nói lời xin lỗi chân thành, sẵn sàng đền bù thiệt hại do lỗi lầm mình đã gây ra, thể hiện mong muốn được người bị hại tha lỗi, nói lời hứa và rút kinh nghiệm sẽ không phạm lại lỗi đã mắc phải. Lời xin lỗi chân thành dễ dàng được chấp nhận, còn lời xin lỗi không chân thành sẽ khó lòng được người khác chấp nhận. Rồi, cô cảm ơn con. Qua hoạt động vừa rồi, chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu những cách nhận lỗi, sửa lỗi để các con ạ. Vậy, vì sao chúng mình cần phải nhận lỗi và sửa lỗi nhỉ? Các con có muốn biết không? Cô mời các con cùng bước vào hoạt động số 3, trao đổi vì sao cần nhận lỗi và sửa lỗi. Trong hoạt động này, cô sẽ tổ chức cho chúng mình một cuộc thảo luận nhóm vô cùng thú vị. Chúng mình sẽ thảo luận nhóm trong vòng tròn. Bây giờ cô Diễm sẽ đóng vai là một bạn ở trong vòng tròn trong. Cô mời Bảo Hân và Đắc Lộc, chúng mình sẽ đóng vai hai bạn nhỏ ở trong vòng tròn ngoài. Cô Diễm sẽ đóng vai bạn ở vòng trong, còn Bảo Hân và Đắc Lộc sẽ là hai bạn ở vòng ngoài. Trong cuộc thảo luận này thì các bạn ở vòng ngoài sẽ đứng ở vị trí cố định. Chỉ có những bạn ở vòng trong mới di chuyển thôi. Và chúng mình sẽ di chuyển sang bên trái nhé các con nhé. Và câu hỏi thảo luận của chúng mình sẽ là hai câu. Bây giờ cô sẽ làm mẫu với bạn Bảo Hân trước. Bảo Hân ơi, tớ muốn hỏi cậu, việc nhận lỗi và sửa lỗi của bạn cáo có thể mang đến những điều gì? Tớ nghĩ bạn sắp sẽ tha lỗi cho bạn cáo. Tớ cũng nghĩ giống cậu đấy. Vậy bạn cáo sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nhận lỗi và sửa lỗi? Cáo sẽ cảm thấy mình vui hơn. Tớ cũng đồng ý giống cậu đấy. Và sau khi cô Diễm thảo luận với bạn Bảo Hân xong, cô sẽ di chuyển sang bên trái để thảo luận với bạn Đăng Lộc hai câu hỏi y như trên. Cô cảm ơn các con, cô mời các con về chỗ nào. Bạn nào giỏi có thể đọc to lại hai câu hỏi trong phần thảo luận vòng tròn cho cô và cả lớp nghe. Cô mời Nhật Anh nào. Câu cô là, việc bạn cáo nhận lỗi và sửa lỗi có thể mang đến điều gì? Bạn cáo sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nhận lỗi và sửa lỗi? Cô cảm ơn Nhật Anh. Bây giờ cô Diễm cần 10 bạn đứng ở vòng tròn trong. Con nào xung phong nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ 10 bạn. Cô Diễm mời 10 con lên đây xếp thành vòng tròn vòng trong nào. Và các con quay mặt ra ngoài nhá. Rồi, cô khen các con xếp hàng rất là nhanh. Và 10 bạn còn lại, chúng mình sẽ cùng nhau đi lên và đứng đối diện với các bạn ở vòng trong nhá. Các con sẽ có 2 phút để thảo luận hai câu hỏi. Cô Diễm mời các con. Thank you.
vậy, thời gian thảo luận vòng tròn của chúng mình đã kết thúc. Cô thấy cả lớp mình thảo luận rất là sôi nổi. Bây giờ cô muốn lắng nghe ý kiến của một số con về câu hỏi số 1. Cô muốn lắng nghe ý kiến của con An Nguyên nào? Con thưa cô là việc bạn cáo nhận lỗi và sửa lỗi có thể mang đến điều là bạn cáo sẽ được bạn sóc tha thứ cho ạ. Rồi, cô cũng đồng ý với con. Cô thấy rằng việc bạn cáo nhận lỗi và sửa lỗi có thể mang đến rất là nhiều lợi ích. Ví dụ như bạn ấy sẽ được bạn bè tha thứ cho này. Đúng nào? Được mọi người tin tưởng, khen ngợi này, phải không? Vậy còn câu hỏi B, bạn cáo sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nhận lỗi và sửa lỗi? Cô muốn lắng nghe ý kiến của con Minh Khôi nào? Con thưa cô, bạn sẽ vui hơn ạ. À, bạn sẽ vui hơn, đúng rồi. Bạn nào còn ý kiến khác? Cô muốn lắng nghe ý kiến của con Bách An nào? Con thưa cô, bạn cáo sẽ cảm thấy không ăn năn này này ạ. Cô cũng đồng ý với ý kiến của Bách An, giỏi quá. Khi người mắc lỗi biết nhận lỗi và sửa lỗi thì người ấy sẽ cảm thấy vui hơn và không còn cảm thấy ăn năn áy náy nữa các con ạ. Và đây chính là kết quả của phần thảo luận nhóm vừa rồi. Bạn nào có thể đọc to cho cô phần kết luận này nào? Cô mời bạn Chí Minh nào. Thưa cô, con đọc và kết luận, người biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ dễ nhận được sự tha lỗi, được mọi người tin tưởng và khen ngợi. Bản thân người mắc lỗi sẽ cảm thấy thoải mái, không còn áy náy. Cô cảm ơn Chí Minh. Qua ba hoạt động đầu tiên của bài thì các con đã biết đồng tình với những việc làm mắc lỗi nhưng biết nhận lỗi, sửa lỗi, không đồng tình với việc đổ lỗi cho người khác. Các con còn biết những cái lời nói, việc làm thể hiện việc nhận lỗi, sửa lỗi và đã biết vì sao chúng mình cần nhận lỗi và sửa lỗi rồi. Cô Diễm mời các con bước vào hoạt động tiếp theo, hoạt động số 4, bày tỏ ý kiến của mình. Ở hoạt động này chúng mình sẽ được sử dụng máy tính bảng và cùng nhau làm một bài kiểm tra, một cuộc khảo sát ở trên Kahoot nhé. Bây giờ các con sẽ chia ra thành các nhóm đôi. Các con ơi, đây là máy tính bảng mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho chúng mình. Cô sẽ phát cho hai bạn một chiếc để chúng mình cùng tham gia cuộc khảo sát bày tỏ ý kiến trên Kahoot nhé. Chưa? Rồi ạ. Chúng mình cùng đến với câu đầu tiên. Như vậy cả 10 nhóm lớp mình đều không đồng tình với việc chỉ cần nhận lỗi và sửa lỗi với người lớn. Cô muốn lắng nghe lời giải thích từ các con. Con nào có thể giải thích được tại sao lại không đồng tình? Cô mời An Nguyên nào. Con thưa cô là mình còn phải xin lỗi nữa ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Mình cần phải xin lỗi. Nhưng mà đây là cũng là nhận lỗi, xin lỗi với người lớn đấy chứ. Tại sao lại không đồng tình nhở? Cô mời Đức Thành nào. Con thưa cô vì là mình phải nhận lỗi với người bằng tuổi hoặc là ít tuổi hơn ạ. Nếu chúng mình mắc lỗi đúng không con? Cô cũng đồng ý với ý kiến Đức Thành đấy. Ở đây chỉ cần nhận lỗi, sửa lỗi với người lớn chúng mình không đồng tình. Bởi vì nếu mà mắc lỗi với người bằng tuổi và những người ít tuổi hơn thì các con cũng cần phải xin lỗi để thể hiện rằng mình là người trung thực các con nhé. Các con đã sẵn sàng để sang câu hỏi thứ hai chưa? Rồi ạ. Câu hỏi số 2. Nhóm đều đồng tình với việc mắc lỗi với ai thì cần nhận lỗi và sửa lỗi với người đó. Mình cùng sang hỏi số 3 các con nhé. Nhóm của bạn Nhật Anh và Đức An vừa gặp một chút trục trặc về mạng đúng không? Vậy bây giờ cô mời các con đứng lên. Con chọn nên hay không nên? Cô không đồng tình ạ. À, như vậy là con cũng thống nhất ý kiến với 9 nhóm còn lại đúng không? Cô Diễm cũng đồng tình với các con đấy. Chỉ cần nhận lỗi và sửa lỗi khi có người khác biết là không tốt,
Vậy bạn nào có thể giải thích vì sao? Cô mời ý kiến của Bách A nào. Như cô như thế chỉ là đối phó, như thế là không trung thực đúng không con? Thế có trung thực không? Không ạ. À, thế là không trung thực đâu. Rồi cô cảm ơn con. Khi có người khác biết mà mình mới nhận lỗi và sửa lỗi, như thế thì cái việc nhận lỗi và sửa lỗi của mình chỉ là đối phó thôi, chứng tỏ chúng mình chưa thực sự đáng tin tưởng và trung thực đâu các con ạ. Chúng mình cùng đến với câu hỏi số 4 nhé. Như vậy là cô đã nhận được phản hồi ngay của nhóm Đức An và Nhật Anh là con bấm nhầm. Nếu được lựa chọn lại thì con sẽ đồng tình đúng không? Và còn một nhóm nữa chúng mình chưa thao tác được là nhóm bạn nào? Nhóm bạn nào chưa thao tác được ấy nhở? Vậy nếu được lựa chọn trên Kahoot thì con sẽ chọn đồng tình hay không đồng tình? À, con đồng tình. Như vậy, ở ý kiến số 4, cả 10 trên 10 nhóm lớp mình đều đồng tình với việc tự giác, chủ động nhận lỗi, không để mọi người nhắc nhở mới chịu nhận lỗi. Câu hỏi số 5 chúng mình tập trung nhá. Có một nhóm đồng tình, có một nhóm đồng tình với việc khi mắc lỗi không cần nhận lỗi vì mọi người sẽ quên. Cô muốn lắng nghe lời giải thích từ nhóm đó. Đức Thành ơi, tại sao nhóm con lại đồng tình với ý kiến số 5 này? Thưa cô, vì nhóm con chọn nhầm ạ. À, vậy là, vậy nếu được chọn lại thì nhóm con sẽ chọn không đồng tình. À, nhóm con sẽ chọn không đồng tình. Cô cảm ơn, cô mời con ngồi xuống. Khi mắc lỗi, chúng mình cần phải nhận lỗi, chứ không phải là đợi mọi người quên đi, coi như là chúng mình không có lỗi lầm gì nữa đâu các con. Các con đã sẵn sàng bước vào câu hỏi cuối cùng chưa nào? Rồi. Cô sẽ mời các con. Được phản hồi của 8 nhóm. Hai nhóm nào chưa thể thao tác được? À, nhóm của bạn Tiến An và nhóm của bạn Đức Thành. Cô muốn lắng nghe ý kiến của Tiến An trước. Con thưa cô là con chọn đồng tình ạ. À, con chọn đồng tình. Nếu được chọn trên Kahoot thì nhóm Tiến An sẽ chọn đồng tình đấy. Cô cảm ơn, cô mời con ngồi xuống. Còn nhóm Đức Thành thì sao? Con thưa cô, vì máy con bị out rồi, con vào lại thì lại phải nhập lại ạ. À, hơi đáng tiếc một chút đúng không? Vậy nếu được chọn lại cho Kahoot thì con sẽ chọn đồng tình hay không đồng tình? Con thưa cô là đồng tình ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Như vậy, cả 10 nhóm đều thống nhất đồng tình với ý kiến số 6. Và ý kiến số 6 cũng là thông điệp mà cô Diễm muốn gửi tới các con trong bài học này. Cô khen các con đã thao tác nhanh nhẹn, đẩy máy tính bảng vào vị trí giữa bàn. Và để khép lại bài học này, cô Diễm đưa đến cho chúng mình một lời khuyên. Lần này lại cần tới các bạn lớp 2A chúng mình đọc thật to và rõ ràng đấy. Các con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ! Nhận lỗi và sửa lỗi tiết 1 ngày hôm nay, cô Diễm hy vọng chúng mình sẽ trở thành những em bé dũng cảm hơn. Khi mắc lỗi, ta biết nhận lỗi và sửa lỗi các con nhé. Chúng ta sẽ cùng quay lại chủ đề này trong tiết 2 ở buổi học khác với những hoạt động thú vị hơn các con nhé. Nào, bây giờ cô Diễm mời các con đứng dậy và ra chơi. Rồi, quý thầy cô đã cùng rực rỡ
một tiết dạy minh họa cho tiết 1 của một bài học 3 tiết, đó là bài nhận lỗi và sửa lỗi. Chúng ta cùng trở lại với câu hỏi tôi đã đưa ra từ trước đó, đó là những cái ý kiến của thầy cô về tiết dạy này. Không biết là thầy cô nào có thể chia sẻ những ý kiến của mình về tiết học được không ạ? Nhìn thấy học viên. Nhìn thấy ai nhỉ? Xin mời thầy cô nào có ý kiến, những hoạt động nào được tổ chức cho học sinh thực hiện trong tiết dạy vừa rồi, thầy cô có nhận ra không ạ? Khởi động, chúng ta có những hoạt động này, khởi động này, khám phá này, luyện tập này, vận dụng này, đúng không ạ? Rồi chúng ta có những cái phương pháp mà tôi đã trình bày trước đó, được sử dụng khá là phổ biến trong những bài học đạo đức theo hướng đổi mới. Thì có thể các thầy cô đã xem rồi, thầy cô có thể chia sẻ với tôi một vài ý kiến của thầy cô ạ? Có thầy cô nào chia sẻ không? Không nhìn thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy slide thôi. Vâng ạ. Xin mời thầy cô đến từ trường tiểu học Cát Bi, Hải An. Phương pháp trò chơi, hợp tác, thảo luận nhóm, thuyết trình, kỹ thuật ổ bi. Rồi vai trò của giáo viên là tổ chức, giám sát, hướng dẫn, dẫn dắt các hoạt động của học sinh. Rồi, trò chơi này, hợp tác nhóm này, thảo luận này, thuyết trình này, kỹ thuật ổ bi này. Vai trò của giáo viên đó là tổ chức, hướng dẫn, dẫn dắt, giám sát các hoạt động của học sinh. Vâng, cảm ơn các thầy cô đến từ trường tiểu học Cát Bi, Hải An. Các thầy cô ở trường tiểu học khác có ý kiến gì không ạ? Từ trường tiểu học Thụy Hương là gồm có hoạt động khởi động này, phần khám phá này. Đến từ trường tiểu học thị trấn Núi, phương pháp phòng tranh, ổ bi, có sự ứng dụng công nghệ thông tin. Câu 2, trường tiểu học Thụy Hương là phương pháp trò chơi, hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề, hỏi đáp. Với phương pháp kỹ thuật dạy học là ứng dụng công nghệ thông tin, ổ bi, phòng tranh, vân vân. Và những ý kiến của thầy cô tôi cho rằng là cũng là những ý kiến phù hợp về các phương pháp và các biện pháp kỹ thuật được sử dụng trong tiết dạy vừa rồi. Cô giáo cũng đã rất là chú trọng đẩy mạnh những cái phương pháp kỹ thuật dạy học mang tính động nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là một cái bầu không khí học tập rất là khác. Ở đó cái tính động nó thể hiện rõ, học sinh được suy nghĩ và được vận động, được vận động cả về đầu óc, được vận động cả về thể chất, và không còn cái gọi là cái hình ảnh học sinh ngồi ngoan, ngồi đẹp từ đầu đến cuối và lắng nghe chăm chú cô giáo giảng bài như trong những tiết học truyền thống trước đây. Tức là học sinh thường là rất là tĩnh và thường có cái lối học thụ động như những cái mô tả về lối dạy học phương Đông nói chung và cách dạy học truyền thống của Việt Nam nói riêng. Ở đây chúng ta thấy rằng là các em được vui và được trải nghiệm, được trao đổi với nhau và tự rút ra những cái kiến thức phù hợp gắn với nội dung của bài học. Và tôi cũng đồng tình với ý kiến của các thầy cô là vai trò nổi bật của người giáo viên trong tiết học này đó chính là vai trò của người tổ chức và của người giám sát và người cùng nhận xét đánh giá với học sinh. Cô giáo cũng đã thiết kế ra những cái công cụ để giúp học sinh nhận xét đánh giá quá trình cái phần học tập của các bạn đấy, đúng không? Nhận xét là bạn trình bày như thế nào, câu trả lời của bạn có phù hợp không, rồi nhóm bạn đã thảo luận như thế nào, có sôi nổi không, thì đấy chính là những cái công cụ mà người giáo viên cũng đã lồng ghép cái hoạt động đánh giá quá trình của mình vào trong đó. Một câu hỏi nữa, tôi cũng muốn hỏi các thầy cô là thầy cô nếu mà dạy lại cái tiết này, rõ ràng đây chỉ là một tiết dạy minh họa thôi và một bài học, một nội dung học là chúng ta sẽ có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Vậy thì nếu mà thầy cô dạy lại bài này thì thầy cô có thay đổi gì không và vì sao? Rồi, cô nói chậm một chút rồi, tôi sẽ cố gắng, tôi cũng hay nói nhanh. Tiểu học Đông Hải có phản hồi đó là học sinh tự tin chia sẻ, chủ động tiếp cận tốt với phương tiện của ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là học sinh đầu lớp 2, xin bật mí với thầy cô, đây là học sinh đầu lớp 2 đấy ạ. Thế còn nếu mà dạy lại
Thì các thầy cô có thể thay đổi gì không cho phù hợp với cái địa phương mình, với trường học của mình, với học sinh của mình? Có thay đổi không ạ? Rồi, trường tiểu học Quang Trung. Trường tiểu học Quang Trung có ý kiến là nếu mà dạy học thì sẽ vì trường chúng ta cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất có thể là còn chưa được đầu tư nên sẽ chưa có điều kiện mua máy tính bảng mà sẽ thay bằng các câu hỏi trắc nghiệm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng mặt cười mặt mếu. Ví dụ tôi thấy đó là một cách rất là phổ biến trong nhiều dạy học. Tuy nhiên thì cái hay của súng cao hút, nếu như các thầy cô mà trường các thầy cô có hệ thống cơ sở vật chất cũng như là công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt thì cao hút tôi khuyến nghị các thầy cô nên sử dụng, vì ở đó các thầy cô không chỉ kiểm soát được cái số lượng câu trả lời mà sau đó các thầy cô cũng có thể khai thác được chất lượng các câu trả lời. Và một cái hay của cao hút đó là kích thích cái sự tinh thần, tức là học sinh nó luôn muốn cảm giác là trong một cái thời gian ngắn mình có thể làm nhanh, làm chính xác và tạo ra một cái không khí học tập rất là tích cực, màu sắc vui vẻ, phấn khởi trong tiết học được thể hiện rất là rõ. Đánh giá nhận xét của bên tiểu học Thụy Hương đó là thiết kế các hoạt động học tập phù hợp, giao nhiệm vụ rõ ràng, học sinh được tham gia vào các hoạt động tìm hiểu, khám phá kiến thức. Tuy nhiên giáo viên còn nói nhiều, các kết luận đưa ra còn quá dài, học sinh khó ghi nhớ. Kỹ thuật ổ bi đối với lớp học có sĩ số đông hơn sẽ khó thực hiện, điều này tôi cũng đồng ý. Tức là chúng ta sẽ phải căn cứ vào số lượng học sinh trong một lớp để xác định cái phương pháp nào, cái kỹ thuật nào phù hợp với lớp của mình. Rồi, bên cạnh đó giống như là cái phần công nghệ thông tin đó. Nhưng mà tôi tin rằng trong một thời gian cũng sẽ, khi mà công nghệ thông tin đã tiến tới chúng ta trong một thời gian quá ngắn như vậy, thì có thể trong tương lai 1-2 năm nữa tôi tin rằng là sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở nhiều trường, ở những cái thành phố lớn như là Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là nó sẽ phát triển và cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn so với trước đây. Vâng, có lẽ là vì điều kiện cũng không cho phép và thời gian cũng không cho phép nên tôi sẽ dừng phần thảo luận ở đây và hy vọng là trong một thời gian không xa chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận với nhau nhiều hơn để có thể trao đổi sâu hơn về dạy học, về các bài học, về cách dạy như thế nào cho nó hiệu quả, có thể giúp học sinh phát triển năng lực và đổi mới dạy học môn đạo đức ở tiểu học, trong đó là tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học và nội dung dạy học ở môn đạo đức lớp 2. Thế thì trước khi, tôi biết là chiều nay các thầy cô có một cái hoạt động rất quan trọng, thì trước khi kết thúc phần trình bày của mình vào ngày hôm nay thì tôi có một vài chia sẻ về việc dạy học các bài học đạo đức lớp 2 sẽ tính diều. Thứ nhất đó là chúng ta hãy tập trung vào một cái quan niệm mới về dạy học, tức là trước đây là chúng ta tập trung dạy học vào kết quả, đấy, tập trung vào kết quả dạy học, thì bây giờ có cái sự xây dựng. Khi mà tiếp cận là phát triển năng lực học sinh thì chúng ta tập trung vào dạy học, tập trung vào quá trình với một niềm tin rằng học sinh cứ làm đi, cứ làm đi rồi sẽ thành thói quen rồi sẽ thành những cái, đấy, ai nói là thói quen rồi sẽ tạo thành những cái số phận, những cái đặc trưng của học sinh, với một niềm tin rằng chúng ta cứ đi rồi sẽ đến, cứ từ từ thay đổi rồi chúng ta sẽ tạo ra được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Và hãy tạo cơ hội cho học sinh được làm nhiều và được thể hiện nhiều trong các giờ đạo đức lớp 2. Thứ hai nữa đó là dạy học, chúng ta dạy học thông qua trải nghiệm cho học sinh được thực hành, đấy, được thực hành nhiều. Không phải lúc nào bắt em 35 phút, 30 phút tiết đạo đức chỉ có ngồi và nghe, hay là chủ yếu là ngồi và nghe, để cho các em được trải nghiệm những cái câu trả lời sai, những cái sản phẩm chưa tốt thì đều có ý nghĩa, với một niềm tin rằng tất cả đều có ý nghĩa. Và giúp học sinh học từ những cái sai lầm, từ những cái lỗi mà các em có thể gặp phải trong các giờ học, và từ những cái lỗi sai đó giáo viên tạo ra những cái câu trả lời tốt hơn, những việc làm tốt hơn, những cái sản phẩm tốt hơn cho học sinh. Thứ ba đó là dạy học theo lối kiến tạo xã hội, mà ở đó cô giáo cũng là người giáo viên kiến tạo. Cô giáo không phải là người giống như là một cầu thủ vậy, thì cô giáo cũng không phải là một người gọi là sút bóng vào gôn đâu. Cô giáo là người có thể tạo ra những đường truyền giúp cho học sinh là những người sút bóng vào gôn. Hình thành kiến thức dựa trên kinh nghiệm, kiến thức đã có ở học sinh và thông qua cái sự hợp tác, tương tác giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với bạn học. Và chúng ta cũng chú trọng việc dạy học nhằm giải quyết vấn đề có thực trong cuộc sống, giúp học sinh phát triển cách nghĩ cho học sinh. Các em phải quen cách nghĩ, từ nghĩ thì mới có những cái lựa chọn, có cái quyết định phù hợp. Và giúp học sinh phát triển kỹ năng sống, phát triển năng lực hành động cho học sinh gắn với những vấn đề có thực trong cuộc sống. Vừa rồi thì tôi cũng đã đại diện cho nhóm tác giả của sách giáo khoa đạo đức lớp 2.
tập huấn cho quý thầy cô để dạy học làm thế nào để dạy học hiệu quả các bài học được thiết kế trong sách giáo khoa đạo đức lớp 2, với mong muốn rằng chúng ta qua các bài học đạo đức lớp 2 có thể giúp phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh. Và tôi hy vọng rằng là cái phần trình bày của mình ngày hôm nay có thể đáp ứng được những cái mong đợi nhất định từ phía các thầy cô, và hy vọng một ngày không xa thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để cùng nhau phát triển về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động dạy học. Tôi cũng chúc các thầy cô là sẽ có những cái giờ học đạo đức thật là tuyệt vời, mà ở đó học sinh động hơn, thầy cô vai trò hướng dẫn và vai trò tổ chức của thầy cô sẽ mạnh hơn, và chúng ta sẽ có những giờ học đạo đức thật là thú vị. Xin cảm ơn và xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào, xin tạm biệt.